Thưa đại chúng, ở trong Phật giáo á, chúng ta có một phương pháp gọi là sám hối. Thì cái chữ sám hối á, là do tiếng Phạn và tiếng Trung Quốc ráp lại. Chữ sám á, là tiếng Phạn, nói cho đủ là sám ma. Sám ma nghĩa là chúng ta nhận ra những cái lỗi cũ của mình. Còn chữ hối á, thì tiếng Hán nói cho đủ là hối quá. Chữ quá đó nghĩa là lỗi lầm. Chúng ta ăn năn những cái lỗi lầm chúng ta làm, và chúng ta phát tâm lập nguyện tẩy trừ và không tiếp tục. Vậy thì trong cái nguyên tắc sám hối đúng nghĩa nhất là không tái phạm những gì chúng ta làm thì gọi là sám hối. Nhưng muốn để cho chúng ta có một cái phương tiện chúng ta hướng về, thì chư tổ bày ra cho chúng ta những cái phương thức để chúng ta sám hối. Mà Pháp Hòa hay ví dụ á, sám hối như ăn cơm mà có một chén canh. Không cần biết mình ăn cơm đó là bữa cơm đó là mặn, xào, chiên, kho như thế nào. Nhưng mà nếu mà có một chén canh thì cái bữa cơm đó dễ nuốt, dễ trôi và đầy đủ. Tu cũng vậy. Mình tu niệm Phật, mình tu ngồi thiền, mình trì chú hay tất cả các cách. Nhưng nếu chúng ta có sám hối thì nghiệp chướng chúng ta có thể tiêu trừ, và cái đường tu của chúng ta dễ thông suốt hơn là chúng ta bị trở ngại. Ví dụ như mình muốn ngồi thiền niệm Phật mà mình cứ bệnh hoài thì mình cũng không ngồi thiền niệm Phật được. Hay là mình sắp sửa đi tụng kinh thì tự nhiên lại có việc gì nó đến, nó làm cho mình bỏ cái thời tụng kinh của mình. Như vậy thì ở trong nhà Phật, cái gì nó làm trở ngại cho cái sự tu của mình thì cái đó gọi là chướng. Cái gì nó cản trở mình, nó ngăn che mình thì gọi là chướng. Thí dụ như muốn học kinh thuộc mà cứ hễ cầm cuốn kinh là buồn ngủ, nó là chướng. Cho nên cái buồn ngủ là cái hôn trầm nó làm mình chướng. Thậm chí mình đi chùa mình tụng kinh mà chồng nói tới nói lui, hay là vợ nói tới nói lui, hoặc anh em cha mẹ, nói chung là có người nói làm cho mình phiền muộn. Rồi thậm chí mình muốn đi chùa mà mình bị những cái lời, rồi thậm chí mình vì thương người nhà, mình sợ người mình đi chùa mà người nhà mắc nói bậy nói bạ rồi tội cái khẩu nghiệp, cái mình ở nhà. Tất cả những cái hình thức đó đều gọi là chướng hết. Vậy thì chúng ta phải có phương pháp sám hối. Cái phương pháp mà chúng ta sám hối đó, cái đó gọi là thủ tướng sám hối. Thủ tướng tức là mình phải giữ một cái tướng trạng nào đó để mà sám hối. Chẳng hạn như là đứng lên lại xuống đọc một danh hiệu của Phật. Mà bây giờ đứng lên lại xuống không nổi nữa, ngồi xa, hay là quỳ lại. Nói chung là mình có một cái cách nào đó nó đúng với cái khả năng, bệnh tật, sức khỏe, hoàn cảnh của mình. Cái đó gọi là thủ tướng sám hối. Rồi chúng ta phải chọn cho mình một nghi thức. Thí dụ là hồng danh bảo sám, hay là lương hoàng sám, hay là thủy sám. Nói chung là bất cứ một cái phương cách nào gọi là gì? Thủ tướng sám hối rồi, thì chúng ta phải có nghi thức sám hối. Cách nghi thức nào cũng được, tùy theo sức khỏe, thời gian của mình. Chứ không phải mình lại nhiều mới hết tội. Nhưng mà chúng ta dùng một phương pháp nào đó để chúng ta có cái điểm tựa, để chúng ta có một điểm tựa. Cũng giống như mình lễ Phật, cho dù mình có một bức hình, cho dù mình có một cái bao nhang mình dán lên, mình lại cũng được. Thậm chí ở chỗ không có Phật mình để quyển kinh mình lại cũng được nữa.
Nhưng mà cái quyển kinh đó, mặc dù nó là chỉ giấy trắng mực đen, nhưng mà nó là cái phương tiện đưa cái tâm chúng ta có một cái định hướng, có một cái điểm tựa. Cho nên quý vị tu hành, không luận là mình đang bệnh hay là đang gặp chướng ngại mới sám hối, mà tất cả chúng ta ai tu đều phải sám hối hết. Tại vì mình có sám hối thì mỗi ngày chúng ta mỏng đi cái nghiệp. Nghiệp quá khứ của mình đó, nó kéo mình về đây. Rồi trong mấy mươi năm mình sống ở đời đây, mình tạo thêm cái nghiệp gì nữa? Nghiệp hiện tại. Và qua ví dụ nè, đời trước á, cái nghiệp của mình á, là nóng nảy. Mà bây giờ mình không có nhận ra là cái nghiệp căn bản của mình là sân. Và mình đã để cho cái sân mình nó lây lất tới đời này, là hãy cứ sân mình nói bậy tạo cái khẩu nghiệp. Chứ nghiệp quá khứ cộng nghiệp hiện tại. Bây giờ mình tu mình phải nhận ra. Nhưng mà cái cách của sám hối của nhà Phật là phương pháp, đó là cái cách thức. Rồi chư tổ mới soạn ra cho mình những cái lời văn ở trong đó để cho mình lễ sám. Rồi bây giờ mình nói, mình muốn nói mà mình không có cách nào mình nói không có bài bản. Cho nên chư tổ soạn ra văn chương đàng hoàng cho mình. Thấy không? Để chúng ta theo đó mà chúng ta làm. Còn nếu như ai đó mà không có biết gì hết, nhưng thành tâm mỗi ngày lễ Phật xong chắp tay hướng Phật, đệ tử thành tâm sám hối tất cả những tội lỗi lầm của con từ quá khứ cho đến hiện tại, nguyện cho con nghiệp chướng tiêu trừ, để cho con đầy đủ sự tinh tấn tu học. Đó, thí dụ vậy mình không biết gì hết á, mình thành tâm mình sám hối như vậy cũng được. Cho nên là đầu tiên là mình phải phát được cái chuyện gọi là gì? Thủ tướng sám hối, nghi thức sám hối, phải không? Rồi cuối là mình phải có cái sự phát tâm ăn năn cái việc mình làm, phải sửa cái lỗi đó nữa, thì hai cái nó mới hợp với nhau. Một mặt là không làm, mà một mặt là sám hối, giải cái nghiệp cũ, ngăn chừa cái lỗi sau. Cho nên chúng ta mới dùng cái chữ sám nguyện đó. Sám là ăn năn những điều chúng ta làm, và nguyện là phát nguyện không làm nữa. Ở trong này mới hỏi, đây có một câu hỏi trên bàn: quý thầy thường đến nhà Phật tử thì thấy các thầy chỉ lại Phật, còn bàn thờ ông bà các thầy chỉ xá thôi. Còn mà vậy thì trong kinh Vu Lan á, thì lại nói rằng khi Đức Phật gặp một đống xương khô, Phật quỳ xuống Phật lại. Thưa đại chúng, thật ra đó, tất cả quý thầy dù đi xuất gia rồi, nhưng bàn thờ ông bà tổ tiên các thầy đều xá lại hết. Nhưng mà bởi vì thay vì mình làm một cái lễ thì mình làm gọn lại, có nghĩa là chúng ta dùng một pháp lễ Phật. Rồi tất cả các bàn, không phải riêng ông bà, cái xá cũng là cái lạy. Nhưng mà cái lạy đó lại gọn, lại gọn, chứ không phải là quý thầy khinh thường mà không lạy. Có người sẽ đặt câu hỏi ngược lại, nói rằng Đức Phật là bậc đạo sư, tại sao phải lại xương của người phàm? Tại vì đã từng có câu hỏi này. Là quý vị nhớ là tất cả những gì Đức Phật làm là cái duyên cớ để Đức Phật nói pháp. Bây giờ Đức Phật thấy cái đống xương, Phật biết trong đống xương này có rất nhiều người ở trong này, mà trong đó có ông bà cha mẹ, và ân đức của họ rất lớn. Cho nên Đức Phật quỳ xuống Đức Phật lại. Mà Đức Phật lại như vậy thì đại chúng ngơ ngác, không biết lý do, phải không? Phật quỳ lại đống xương thì đại chúng ngơ ngác.
Đức A Nan tủi lòng ái ngại, chẳng biết sao Phật lại đóng xương. Vội vàng xin Phật dạy tường, thầy là từ phụ ba phương bốn loài. Ai ai cũng kính thầy dường ấy, cớ sao thầy lại lạy xương khô? Phật rằng trong các môn đồ, thầy là đệ tử đứng đầu dày công. Bởi chưa biết đục trong cho rõ, nên vì thầy ta tỏ đuôi đầu. Đóng xương dồn dập bấy lâu, cho nên trong đó biết bao cốt hài. Chắc cũng có ông bà cha mẹ, hoặc thân ta hoặc kẻ ta sanh. Luân hồi sanh tử tử sanh, lục thân đời trước thi hài còn đấy. Ta lễ bái là kính người tiền bối, và ngậm ngùi vì nhớ kiếp xưa. Đóng xương hỗn tạp chẳng vừa, không phân trai gái bỏ bừa khó coi. Thầy hãy chịu khó xét soi cho kỹ, phân làm hai bên nữ bên nam, để cho phân biệt cốt phàm không còn lộn lạo nữ nam chất chồng. Quý vị nhớ bài kinh đó không? À. Vậy thì duyên cớ để Đức Phật nói, cho nên Đức Phật lại rồi A Nan thắc mắc, từ đó Phật mới đi luôn. Rồi Phật nói rồi xong thì bây giờ thầy chịu khó thầy lựa xương ra. Xương đàn ông để bên, xương đàn bà để bên. Đức A Nan trong lại lòng ái ngại. Không? Bây giờ mình biết làm sao? Lúc đứng đi ăn mặc phân minh, chớ khi rã xác tiêu hình, xương ai như nấy khó nhìn khó phân. Lúc người ta còn đi thì đi tới lui con còn nói được tướng nam tướng nữ, giờ chết rồi thì xương nào như xương nấy sao con biết ai. Nhưng Phật có cách. Xương đàn bà nhiều bề cực nhọc, nên đàn bà xanh xương nó làm sao? Đen nhẹ mà thấp. Đức Phật nói: Nè A Nan, thầy có biết cớ chi đen nhẹ? Bởi đàn bà sanh đẻ mà ra, sanh con ba đấu huyết ra, tám học bốn đấu sữa hòa nuôi con. Vì cớ ấy nên hao mòn thân thể, xương đàn bà đen nhẹ hơn trai. A Nan nghe vậy bi ai, xót thương cha mẹ công dày dưỡng sanh. Bây giờ bắt đầu bèn cầu Phật thi ân dạy bảo, phương pháp nào báo hiếu song thân. Cho nên đó là duyên cớ. Còn trong các cái lễ nghi, trong một cái khóa lễ thì chúng ta lễ Phật là chính, còn tất cả các nơi khác chúng ta thủ lễ bằng cách là lễ. Cho nên lễ mà lễ mộp xuống, lễ nó có 9 kiểu, lại Phật có 9 kiểu. Lễ mà kiểu Tây Tạng á, nằm dài ra đó, cái đó kêu là gì? Trường mạng lễ. Trường mạng tức là nằm dài ra. Còn mà lễ mà kiểu xá của mình là lễ phần nữa, tức là cũng cúi, nhưng mà thay vì mình quỳ xuống. Cho nên chỉ cần mà nhất tâm mà mình chắp tay cung thủ đều thành lễ hết, chứ không phải là không kính mà không lễ. Nhà con đã có đầy đủ các tượng Phật rồi, con muốn thỉnh tượng Phật Quan Âm nhưng không biết để đâu. Đủ rồi thì thôi, thỉnh nữa mà không có chỗ thì hỏi ai biết để đâu. Em không ở nhà đó sao em biết chỗ nào để. Mà bây giờ em có muốn để mà em chỉ mà không có chỗ để đâu. Xin thầy hoan hỷ chỉ dạy cho con tịnh tâm và quán chiếu. Theo như con hiểu từ lời dạy của quý thầy là khi mình tịnh tâm thì mình tập đếm hơi thở và không để cho tâm mình chạy loạn. Khi mình quán chiếu thì mình sẽ suy nghĩ trong một ngày đó mình phải làm và khởi lên những niệm xấu tốt gì để sửa đổi. Xin thầy dạy cho kem con cách quán chiếu. Đấy, cái câu hỏi là mình đếm hơi thở để mình trụ tâm, nhưng mà khi mình quán chiếu tức là mình phải suy nghĩ. Vậy thì làm sao trụ? Thưa đại chúng, khi mình có một việc gì cần lo, cần suy nghĩ, thì mình suy nghĩ trong cái phạm vi câu chuyện đó
để nó có thể có phương pháp giải quyết vấn đề. Cái điều này đúng chứ không có gì sai. Không có phải là, thí dụ như bây giờ mình nói rằng mình được lãnh cái trách nhiệm là phải tổ chức trang trí trong cái ho này, thì mình phải đi vô trong cái ho này, mình đứng mình quán sát ho này rộng hẹp như thế nào, cao thấp như thế nào, và có bao nhiêu chỗ, thì mình sẽ nghĩ ra rằng chỗ này mình treo cái gì, chỗ này mình để cái chi. Thì trong cái phạm vi đó thôi, mặc dù mình có tâm mình có hướng về bức tường này, hướng về bức tường kia, nhưng nó vẫn ở trong phạm vi một đề mục để chúng ta quán chiếu, không có sao hết. Cho nên cái vấn đề quán chiếu, tức là khi mà mình trải qua một ngày, thì mình hãy quán chiếu lại ngày hôm nay mình sống như thế nào, ngày hôm nay mình đã sống như thế nào, mình đã làm được bao nhiêu cái điều tốt đẹp hay là những cái điều lỗi lầm trong một ngày mà chúng ta có, gọi là quán chiếu. Cho nên tại sao á mình có hai Đức Phật, một Đức Phật Dược Sư, một Đức Phật Di Đà. Đức Phật Dược Sư ở phương gì? Phương Đông. Mà Phật Di Đà ở phương gì? Phương Tây. Thì hai Đức Phật ở hai phương, mà phương Đông là mặt trời mọc, mà phương Tây là mặt trời lặn. Sống thì nương Phật Dược Sư, chết thì nương Phật Di Đà. Hay nói một cách khác, ban ngày tâm chúng ta sống với Phật Dược Sư, nhưng chiều về chúng ta trở về với sự tịnh lặng của Di Đà, để quán chiếu rằng ngày hôm nay chúng ta đã sống như thế nào. Cho nên hai hình ảnh của hai Đức Phật không phải là để chết mới được Phật Di Đà đâu, mà Di Đà là tượng trưng cho sự tĩnh lặng. Mà khi chiều về, tức là ý nói là hết một ngày, chúng ta suy nghĩ lại, ngẫm lại mình đã sống như thế nào trong một ngày đó. Cho nên Pháp Hòa có giảng một bài, một ngày hai việc thiện. Một ngày hai việc thiện là mình hãy quán chiếu, mình thấy mình sống, mình cần làm gì, và tối mình phải làm gì. Nếu hôm nay mình quán chiếu, mình thấy ngày hôm qua mình sống dở quá, mình dụng một ngày của mình chưa có hết, mình đã để cho buông trôi, thì ngày mai mình sống tốt hơn. Cho nên cái đó gọi là quán chiếu. Và thí dụ như kỳ này mình tổ chức, một tổ chức xong rồi mình ngồi lại, mình quán chiếu là trong một quá trình tổ chức như vậy, mình đã vấp phải cái gì và mình đã học được cái gì. Cho nên cuộc sống của mình là cả một sự quán chiếu, để mình trở về mình học hỏi những cái gì đã qua. Cho nên cái gì mà đã qua rồi, cho dù nó có dở cũng chưa chắc là cái điều không tốt, bởi vì nó cơ hội giúp cho mình quán chiếu nhìn lại. Sau khi con quy y, con có cần mặc áo lam khi đi chùa hay không? Thầy chỉ thêm cho con sẽ không được phạm vào những điều gì? Con không đi chùa, con được đọc kinh chú Đại Bi và vãng sanh không? Thưa đại chúng, sự tu hành của mình nó không liên hệ, nó nghĩa là không phải nói vấn đề đi chùa không đi chùa. Khi mình quy y, tức là mình chính thức trở thành Phật tử, và để cho trang nghiêm thân tướng của một Phật tử, cho nên chúng ta đã tạo ra một chiếc áo gọi là áo tràng. Chữ tràng á nghĩa là áo dài, bởi vì phát âm từ chữ trường, áo trường đó. Áo trường hay là áo tràng nghĩa là áo dài xuống. Tại sao phải là cái áo dài? Để nó che cái thân của mình. Nhiều khi mình lỡ mặc một bộ đồ nó không được kín, nó không được trang nghiêm, thì mình có cái áo tràng mình mặc vô để mình làm trang nghiêm pháp phục. Ý nghĩa thứ hai là khi mà chúng ta mỗi người áo xanh, áo đỏ, áo vàng, đủ màu, đủ sắc, đủ kiểu, đủ cách, nhưng khi chúng ta vào chùa rồi thì tất cả chúng ta là bình đẳng. Cho nên cái áo tràng là tượng mặc vô rồi, giàu nghèo ai cũng giống nhau, cũng chỉ là một cái áo tràng. Cái thứ hai, cái hình thức của chúng ta khi vào chùa tụng kinh, phần lớn là chúng ta không có ngồi ghế, chúng ta ngồi dưới đất. Vì ngồi dưới đất thì phải xếp bằng cái chân, cho nên đôi khi cái tướng mình ngồi nó không có đẹp, nó không kín,
Cho nên nhờ cái vạt áo tràng nó che phủ cái thân mình lại, để khi chúng ta ngồi xuống, chúng ta có vải, có áo, chúng ta che. Quý hiểu ý như vậy. Và đồng thời cái áo tràng còn tượng trưng cho cái giới mà chúng ta đã thọ. Bởi vì quý vị nhìn cái áo tràng xem, ở trước là hai vạt, thấy không? Hai vạt nối lại đó. Rồi ở bên trong con cái vạt ngắn ngắn là ba vạt. Ở ngoài sau thêm hai cái vạt nối nữa là năm vạt. Năm vạt là tượng trưng cho năm giới mà Phật tử chúng ta đã thọ. Hiểu ý không? Rồi cái cổ ở trên này nè, cái cổ trên này nè, cắt cho nó tròn chỉnh. Rõ bên trong lót một miếng vải vuông vuông để nhắc nhở chúng ta là Phật tử sống cho vuông tròn. Như vậy thì cái áo tràng nó mang cái nghĩa. Vậy thì chúng ta có muốn mặc cũng được, mà không muốn mặc cũng chẳng sao. Nhưng nếu chúng ta thấy được cái đạo lý, cái ý nghĩa rồi thì chúng ta có mặc thì càng tốt. Tại vì mỗi lần mặc vào thì nó nhắc nhở mình. Thí dụ như quý thầy, mỗi lần mặc cái áo lên thì có bài kệ: mang áo của người tu, tâm tư thường khỏe nhẹ, nguyện sống đời an lành, đem vui cho trần thế. Còn nếu như mình là Phật tử, mình mặc áo tràng rồi, mình mặc vô rồi, mình lấy cái tay mình gài cái nút, thì có bài kệ: áo này mặc, nút này gài, thiện tâm gìn giữ, đêm ngày chẳng lơi. Bây giờ quý vị rồi, bây giờ quý vị Pháp Hòa nói cái hình dáng áo tràng, ý nghĩa áo tràng, rồi giờ Pháp Hòa nói tới cái màu sắc của áo tràng. Màu áo tràng là màu lam. Màu lam là tượng trưng cho nhan khói, hiền hòa. Cho nên nếu mình mặc và mình mặc cái áo tràng này rồi thì phải nhẫn nhục. Tại vì ai mà mặc cái áo tràng này mà giận lên cột hai cái vạt lỡ đánh lộn không? Đó. Cho nên cái áo tràng nó thúc liễm mình. Cái áo tràng nó thúc liễm mình. Không lẽ bây giờ mặc cái bộ đồ vạt hò đi ra chợ trả giá? Cái này bán sao vậy? Cái ta nói 5 đồng bó tôi mua cho chùa. Bớt không? Thí dụ vậy. Mình mặc cái áo này rồi thì mình cái cách sống của mình, cái hành xử của mình nó cũng nhẹ hơn, nó dễ thương hơn. Thế thì cái áo này là cái phương tiện nhắc nhở chúng ta, thúc liễm chúng ta. Thế thôi. Dạ, mình mặc cũng được, mặc cũng sao. Rồi bây giờ nói đi chùa. Hôm trước tuần trước Pháp Hòa định nghĩa chữ chùa rồi. Chùa là gì? Là cái nơi gần gũi người lành, lánh xa người xấu, gọi là chùa. Vậy thì khi một giây phút nào chúng ta đi chùa là giây phút đó chúng ta đang xa cái xấu, chúng ta gần cái thiện. Còn cái chuyện mình đi chùa là để làm chi? Để mình học hỏi, để mình nhẫn nhục, để mình hung đúc, để mình huân tập. Rồi mình bước ra ngoài, mình đối nhân xử thế tốt hơn. Cho nên trong ba quá trình tu nhà, tu chợ, tu chùa, mình tu chùa là dung nạp cái thiện duyên, thiện căn, để rồi chúng ta trở về, chúng ta sống với chợ, với nhà nó dễ thương hơn. Chứ không có liên hệ vấn đề tụng kinh. Không ai bao giờ nói người không đi chùa không được tụng kinh. Mình đi chùa là mình cứ đi để hộ trì cho Tam Bảo. Nhưng mà bắt buộc ở nhà phải tụng kinh tu tập là điều cần làm. Ai đó không đi chùa nhưng ở nhà tụng kinh niệm Phật, tập tu vẫn phải làm. Bởi vì tu là trường thời tu, tu trường kỳ kháng chiến, tu quanh năm suốt tháng. Cho nên tu là chuyện rất đơn giản của mình, chứ không có chuyện gì phải ráng tu. Có ai người ta nói thôi ráng tu, tu làm gì phải ráng? Không có gì phải ráng hết á. Thí dụ như bây giờ nè, mới đầu á thì còn ráng, chứ thật sự khi mình thuần thục rồi đâu có gì phải ráng đâu. Cái chuyện tu là chuyện bình thường. Cũng giống như ngài Thái Tông dạy mình vậy đó. Ở đời vui đạo hãy tùy duyên, đói đến thì ăn, mệt ngủ liền. Trong nhà có báo khỏi tìm kiếm, đối cảnh vô tâm chớ hỏi thiền. Mọi việc gì nó đến, tâm mình bình thản
thì không cần phải nói thiền mà mình đang sống trong thiền. Cho nên mình quý vị cứ tụng kinh đi, đừng có sợ cái chuyện là đi chùa phải tụng kinh. Đi chùa phải tụng kinh rồi không được tụng kinh, không được đi chùa, hay là không ăn chay không được đi chùa, không ăn chay không được tụng kinh, không phải chuyện đó. Xin Thầy hoan hỷ giảng giải chuyện Đạt Ma Sư Tổ an tâm cho nhị tổ. Cái này là một câu chuyện giữa Ngài Huệ Khả và Ngài Đạt Ma Tổ Sư. Truyền thuyết kể rằng khi Đạt Ma Tổ Sư từ Ấn Độ qua Trung Quốc, Ngài lên núi Tung Sơn, Ngài ngồi thiền, xoay mặt vào trong vách 9 năm. Người ta không biết lúc đó Tổ Đạt Ma tên gì, chỉ biết ông thầy tu này từ Ấn Độ qua mà ngồi xoay mặt vào trong vách 9 năm như vậy. Cho nên người thời đó đặt Tổ Đạt Ma thời đó là Diện Bích Bà La Môn. Diện Bích Bà La Môn là ông Bà La Môn này ngồi xoay mặt vào trong vách. Lúc đó tiếng tâm của Tổ được vang ra thì có một người đi đến quỳ trước cái hang động của Tổ để cầu xin Tổ chỉ dạy. Sau một thời những cái câu chuyện đối đáp thử thách thì nhị Tổ, lúc đó Tổ Đạt Ma xoay ra hỏi cái vị đó. Vị đó cái thời đó tên là Thần Quang. Ông đến đây để làm gì? Ông muốn cầu cái gì? Nói dạ bạch thầy, tâm con không an, xin Ngài an tâm cho con. Thì lúc đó Tổ Đạt Ma nói được, ông hãy đem cái tâm không an ra đây, ta sẽ an cho. Thì bây giờ muốn tìm tâm bất an thì cái vị thần quan đó phải lắng tâm xuống, đi tìm tâm bất an. Mà khi tâm mà lắng xuống rồi thì có an không? An. Lúc đó tìm tâm bất an ra không? Không ra. Cho nên mới nói dạ thưa thầy, con tìm tâm bất an không có ra. Thì lúc đó Tổ Đạt Ma mới trả lời, vậy thì tôi đã an tâm cho ông rồi. Như vậy thưa đại chúng, cái tâm an và bất an từ đâu ra? Có phải Thượng Đế cho mình an không? Có phải Phật cho mình an không? Không phải, cũng cái đó thôi. Nếu tâm mình an thì ở đâu mình cũng an được hết. An vui nơi này, an khắp mọi phương, tình thương sẽ trải dài sự sống. Tôi đi vững trên bàn chân, mắt tôi nhìn xa, lòng tôi thảnh thơi. Bởi vì mình thấy rất rõ, mình thấy rất rõ là nếu mà tâm bất an ở đâu cũng sẽ không an. Mà Đức Phật xác định trong Kinh Pháp Hoa, tam giới bất an do như hỏa trạch. Đời này là ở trong ba cõi, mà ba cõi này như nhà lửa. Ông Tô Đông Pha đó, ông có 7 bà vợ. Thì một hôm mà Ngài Tô Đông Pha, Ngài Phật Ấn đến nhà của Phật Ấn chơi, cô ông Tô Đông Pha chơi. Thì Ngài Phật Ấn mới thắp lên 7 cái lò lửa. Ngài Phật Ấn cả đêm cứ nhảy qua lò lửa 1, nhảy 2, nhảy 3, mà cứ cả đêm nhảy 7 qua lại cái 7 cái lò lửa đó. Cái thì ông Tô Đông Pha ông bước vô ông thấy, ông nói Ngài đang làm gì vậy? Ngài không sợ lửa nóng sao? Thì Ngài Phật Ấn mới nói, tôi thấy ông có 7 cái lò còn nóng hơn tôi. Thì câu nói vậy thôi thì Ngài ông Tô Đông Pha tỉnh ngộ. Thì thưa đại chúng, cái vấn đề ở đây á, chúng ta thường nói là tu tâm. Vậy thì khi mình tu tâm tức là mình biết nhìn lại cái tâm mình nó đang hiện hành như thế nào để chúng ta tu nó. Người nào mà nói rằng tôi không cần đi chùa, tôi không cần tụng kinh, tôi không ăn chay, tôi tu tâm, biết tâm mình ra làm sao tu. Nếu muốn tu tâm thì phải biết tâm mình ngắn, dài, mập, ốm để mà tu. Nếu mình không biết tâm mình là tham, là sân, là mạng, là nghi, đủ thứ hết, sao tu?
Cho nên muốn tu tâm thì phải rõ tâm mình là gì để mà tu, chứ không phải nói đơn giản là tu tâm. Vậy thì cho nên ngài bây giờ tâm mình bất an. Lý do là bất an tại vì mình xốn sang, mình nhiều việc. Bây giờ ngồi lắng xuống, thì khi một khi lắng thì tâm bất an không có. Mà tâm ba không có thì nó đâu có đâu mà an, phải không? Cho nên ngài Đạt Ma mới nói ông đem tâm bất an ra đây ta an cho. Ông ngồi ông hồ, ông kiếm hoài kiếm không ra. Bởi vì ngồi xuống là lắng, mà lắng thì an là tịnh. Nó còn tìm tâm bất an không ra. Một lần khác một người khác hỏi bạch thầy, xin thầy hãy giải thoát cho con. Vị tổ trả lời, ai trói ông? Ai trói ông mà ông cần giải thoát? Người ta nói một câu, người ta về nhà người ta ngủ khò. Ông ôm cái câu đó, ông tự trói mình trong cái câu đó. Cho nên nhà Phật chúng ta dùng cái từ gì? Thập triền thập sử. Triền là cột, sử là sai. Nó cột mình lại rồi, nó sai biểu mình đi. Một khi cái giận mà nó cột mình lại rồi thì mình đi theo cái giận đó. Một khi cái si mà nó cột rồi thì mình chạy theo cái si đó. Xin thầy hoan hỷ giảng giải chân thường, chân lạc, chân ngã và chân tịnh. Dạ thưa, chân thường, chân lạc, chân ngã, chân tịnh, cuối cùng là chân không. Nó là một nghĩa thôi. Thế nào gọi là chân ngã? Thường thường ta định nghĩa chữ niết bàn đó, ta nói thường lạc ngã tịnh. Chữ ngã ở đây không nghĩa là cái tôi. Cái chữ ngã ở trong trường hợp này là gì? Là mọi sự mọi việc nó có cái tự do và tự tại của nó. Mình vẫn có tự do tự tại mà mình không biết. Mình có chân ngã mình không hay. Cho nên mình vì mình không có biết vậy cho nên mình sợ người ta cười nè, sợ người ta nói nè, sợ người ta chê, sợ đủ thứ người hết, là không ai sợ mình hết. Không có nói tôi sợ tôi mà tôi sợ người khác không à. Mà người khác không hề cho mình, người khác không hề ban phát cho mình. Cho nên cái chữ chân thường là gì? Chân thường nghĩa là mọi việc nó thường là như vậy. Thí dụ nè, cái hoa này nó tươi, tuần sau nó héo, đó là chuyện bình thường. Nếu mà nó không héo thì kêu hoa giả, còn nếu mà nó có héo thì là bình thường. Mà nếu như là đây là hoa ni lông mà lấy lửa mà đốt vô mà nó teo ngắt, nó cháy thì cũng là thường. Bởi vì nó là vải thì nó phải cháy thôi. Cho nên chân thường tức là cái sự thật rất bình, cái thường rất thật. Đó là sự thay đổi. Nói trời ơi sao tôi 80 mà da tôi nhăn quá. Cái này là không chịu chân thường à. Này là không chân thường à. Sợi tóc bạc nằm rơi trên gối, ta lặng nhìn thương tiếc mỗi thu qua. Còn gì đâu khi bóng xế vườn hoa, lòng muốn tiếng mà chân vừa thấy mỏi. Tim thổn thức nghẹn ngào lên tiếng gọi, tâm hồn ta còn trẻ lắm xuân ơi. Có sao đâu. Nghĩa là cái chuyện mà thay đổi trên đầu tóc, trên da nhăn mình, đó là chân thường. Và còn cái chân thường của mình là tâm mình không có thay đổi. Dù thân xác mình có già nhưng tâm mình vẫn bình an, đó là chân thường. Tâm hồn ta còn trẻ lắm xuân ơi. Dù hồi sáng nay tôi chải tóc, tôi thấy mấy sợi tóc bạc nằm rơi trên gối, cũng thoáng chút ta lặng nhìn thương tiếc mỗi thu qua. Cho nên ngài Huyền Giác Thiền Sư ngài mới xác định với mình, trước mắt việc đi mãi, trên đầu già đến rồi. Nhưng mà chớ bảo xuân tàn hoa rụng hết, đêm qua sân trước một cành mái. Đó là chân thường. Và người sống được như vậy gọi là chân ngã. Mà dù đời có thay đổi, có biến dịch, nhưng mà lòng mình vẫn bình thường là chân tịnh. Đó là bản chất của Như Lai. Như là gì? Là như như bất động. Lai là gì? Là cứ đi qua hoài mà mình bình thường. Trời ơi, hồi sáng là nó gặp tôi, nó chào, nó dễ thương lắm. Trưa nay nó đổi sắc rồi.
Cái đó là lai. Còn mình thì cứ như. Người ta không chào mình mà người ta mình vẫn cứ chào người ta thì mình là như. Còn người ta đến mình gặp thì mình chào, không gặp thì khỏi chào. Cuộc đời này cứ thay đổi như vậy là lai. Còn lòng mình thì cứ như. Sống được như vậy là sống được với như Như Lai. Còn không thật lai lai. Na na. Hết giờ chưa? Tại em ăn tiền giờ. Em sợ lố giờ không được trả overtime. Nam mô A Di Đà Phật. Con muốn biết pháp danh của quý thầy có trùng tên không? Trời đất ơi. Hỏi cái này chắc chắc muốn đặt con Pháp Hòa quá. You want to name your son Pháp Hòa, right? Có một cái chú Phật tử, chú viết cho vào một cái thơ rất là dễ thương. Thưa thầy, vợ chồng tôi rất là thương quý thầy. Mặc dù lớn tuổi rồi mà bây giờ mới được có đứa con. Mà tôi thương thầy quá mà tôi sắp sửa sanh con gái. Xin lỗi thầy, không biết thầy có cho tôi dùng tên thầy để đặt cái đứa con gái tôi không? Trời ơi, mà bữa nào gặp đứa con Pháp Hòa đâu rồi? Đặt tên để dễ chửi chứ có gì đâu. Thưa đại chúng, cái vấn đề đặt tên thì làm sao mà không trùng được. Bắt buộc là phải trùng thôi. Như có một lần Pháp Hòa tra chữ Pháp Hòa, thì Pháp Hòa mới biết được là trong sử có những vị cao tăng ở Trung Quốc tên Pháp Hòa. Cho nên tất cả mọi cái pháp danh của mình nó đều có trùng hết. Nhưng mà như thế này, bởi vì cái truyền thống Á Đông của chúng ta là sợ phạm húy. Pháp Hòa ví dụ, Đức Quán Thế Âm là cái nguyên âm và chúng ta phát âm tên của Ngài là Quán Thế Âm Bồ Tát. Nhưng khi Đức Quán Thế Âm Bồ Tát đi tới đời nhà Đường, tới cái danh hiệu tới thời nhà Đường, thì chữ Quán Thế Âm bỏ đi một chữ giữa là bỏ chữ Thế, chỉ còn gọi là Quán Âm. Bởi vì lúc đó là trùng tên với Lý Thế Dân. Lý Thế Dân là cao tổ khai sáng nhà Đường. Ông tên là Lý Thế Dân mà gọi Quán Thế Âm là trùng với chữ Thế. Cho nên lúc thời nhà Đường bỏ chữ Thế để gọi hai chữ Quán Âm thôi. Đó là Pháp Hòa nói vậy để đại chúng biết cái lịch sử nào, nguyên do nào mà giờ chúng ta hay gọi Quán Âm mà không gọi là Quán Thế Âm. Cái họ Hoàng á, là họ Nguyên Thủy. Ở ngoài Bắc dùng họ Hoàng. Đến khi mà đi dài về tới Huế thì trùng húy với một vị vua thời đó, Nguyễn Hoàng. Cho nên chữ Hoàng liền thành chữ Huỳnh. Cho nên bây giờ họ Hoàng với họ Huỳnh là cùng một họ. Nhưng mà ở khu vực nào, ở địa phương nào được gọi là Hoàng và được gọi là Huỳnh thế thôi. Và cũng nhiều khi, cho nên á, rồi bây giờ Pháp Hòa nói vấn đề đặt pháp danh cũng vậy. Thí dụ mình đặt pháp danh cho Phật tử thì mình sẽ lựa những cái tên nào mà những vị tôn đức nào mà đừng có cận đại của mình quá. Những vị xa xưa mình không biết thì thôi cái đó không nói. Còn những vị gần với mình quá thì mình nên không nên đặt. Thí dụ những Phật tử pháp danh là Thiện Hòa, Thiện Hoa chúng ta không nên dùng. Bởi vì hai vị tổ mà gần của Phật giáo Việt Nam mình nhất là Hòa Thượng Thiện Hoa. Và Hòa Thượng Thiện Hoa là mà hai vị là hai vị cao tăng của Phật giáo Việt Nam cận đại của mình. Mà mình biết như vậy mà mình nên tránh thì nó vẫn hay hơn. Đó là cái thật sự ra mình có trùng cũng chẳng tội lỗi gì. Nhưng mà mình theo cái văn hóa truyền thống của mình là mình tỏ lòng tôn kính. Có một hôm á, có một chú Phật tử lên nhờ Pháp Hòa tổ chức làm lễ đám cưới cho con gái chú.
Pháp Hòa nhận lời xong thì Pháp Hòa mới nói chú hoan hỷ cho xin tên con gái và người con rể. Chú đọc tên con rể, con gái chú xong, cái tới hồi Pháp Hòa hỏi vậy chứ rể chú tên gì, chú nói dạ con quên. Cái Pháp Hòa nói ông bụng nó, ủa ông này ngộ, tên rể mà quên. Lát nữa ông đi ra, ông ra ngoài ông nói hồi nãy thầy ông hỏi tôi rể ông tên gì mà tôi ngại quá tôi không dám nói, tại rể tôi tên Hòa. Ngại tôi không dám nói tại rể tôi tên Hòa. Cái Pháp Hòa mới nói mô Phật, may là chú còn nhớ chứ thôi nó Pháp Hòa cái chết. Thì cái vấn đề là tên là chắc chắn sẽ trùng, ngay cả tên Phật tử, pháp danh. Và thưa đại chúng, quý vị cứ nhớ vậy nè, pháp danh là gì? Là cái danh, danh là cái tên đó, cái tên để chúng ta ứng dụng đúng pháp. Tên Phật pháp mà. Ví dụ như bây giờ có một Phật tử pháp danh là Như Thật. Như Thật có nghĩa là hãy sống với cái chân thật như như, cái chân thật tuyệt đối đó. Thì như lẽ vì chân thật là gì? Cuộc đời này thay đổi thì cái tâm mình cứ chân thật. Hay là Phật tử kia tên là Diệu Hiền, Diệu Tâm gì đó. Tức là cái tâm của mình vi diệu, sống với tâm Phật pháp. Cho nên tất cả, ví dụ tên Pháp Hòa, pháp là phương pháp, hòa là hòa thuận, con đường hòa thuận hay là phương pháp để hòa thuận, cứ pháp hòa. Hồi nãy có anh chị đổi tên mình chứ, chị gặp chị nói thầy tên Phát Hòa phải không? Vậy thầy bữa nay thầy tới đây thầy có quà gì để phát không? Phát Hòa nói dạ không, bữa nay em đổi tên là Thâu không? Thâu Hòa chứ không có phát. Xin thầy hoan hỷ chỉ cho nhà của con từ ngoài cửa bước vào là phòng để con thờ Phật và cửu huyền. Nhưng trên lầu ngay phòng thờ là phòng của con gái con. Vậy như vậy con của con có bị tội không? Vì có vài người nói không được nên con cũng hoang mang. Thưa đại chúng, cái vấn đề thờ Phật là tự tâm mình phát nguyện. Thờ Phật theo đúng nghĩa của nhà Phật có nghĩa là chúng ta kính trọng một bức hình của Đức Phật. Thứ nhất là để nhớ ơn Đức Phật. Thứ hai là để tưởng niệm công hạnh của Phật. Pháp Hòa ví dụ như chúng ta tưởng nhớ cái ơn của Thiền sư Vạn Hạnh đã giúp cho vua nhà Lý Công Uẩn làm nên một thời đại. Và chính Vạn Hạnh Thiền sư là người đã khuyên vua Lý Công Uẩn dời đô về Thăng Long, tức là Hà Nội bây giờ. Thì nói chung là vì nhớ ơn của các vị có công với đất nước, nói chung trong xã hội đất nước, cho nên chúng ta thường tạo hình, tạo tượng của các vị để chúng ta tưởng nhớ cái công hạnh của các vị mà chúng ta noi theo. Đức Phật cũng thế, chúng ta nhớ ơn Phật và nguyện học theo cái hạnh Phật, cho nên chúng ta tạo những hình ảnh của Phật để chúng ta thờ. Thì bây giờ nếu là thờ thì chúng ta cũng lựa ở trong nhà mình chỗ nào mà khả dĩ nhất thì mình thờ. Tuy nhiên để tỏ lòng tôn kính, chúng ta không đem Phật lên để đầu tủ lạnh, hay là đem để trong những cái phòng máng áo. Nhiều khi cái closet máng áo á, ở trên nó có cái bệ rồi ở dưới này mình móc áo, rồi mình đem Phật mình để trên đó, rồi ở dưới này móc áo, ban ngày mình khép lại, ban đêm về mở ra. Thật ra Phật chẳng buồn, chẳng phiền gì những chuyện đó hết. Nhưng mà tâm của mình hơi không có an là bởi vì chúng ta kính mà chúng ta chưa làm được những gì trọn vẹn lòng mình. Thì thôi bây giờ quý vị tìm cái chỗ nào thờ Phật, nhỏ nhỏ cũng được, nhưng mà trọn lòng mình tôn kính. Còn thờ Phật ở trên lầu mà có một cái phòng ngủ của nữ hay là của vợ chồng, chúng ta nên tránh. Bởi vì thật sự ra mình ở trên đó mình cũng tự cảm thấy mình không yên thôi, chứ Phật không có buồn gì dưới này hết á.
phải không? Nhưng mà tự mình không có thấy thoải mái khi ở trên lầu mình ở, rồi mình đi đứng, mình có những cái sinh hoạt thường nhật của mình, thì nó không được tôn kính đối với Phật thôi. Thì vậy nên quý vị tìm cái chỗ nào khá khá hơn ở trong nhà mình để mình thờ vậy thôi. Thí dụ như bây giờ mình thờ Phật, xoay bên hông cũng không nhất thiết xoay rửa chánh. Có nhiều khi mình quan niệm là phải sờ ngay cửa chánh để Phật xoay ra cửa, nhưng mà bước vô thì lại ngay cái cầu thang, rồi mình lại treo cái bàn Phật lủng lẳng ở dưới cầu thang, miễn sao xoay ra đường thôi cũng được. Phải nhìn coi nó cũng không được. Nói chung là mình tìm một cái chỗ nào đó mình thờ một tượng cũng được, à mà mình thờ. Mà nếu như trường hợp không có chỗ nào để thờ hết, không cần lập bàn thờ, có một bức hình của Phật treo lên ở trong phòng khách hay ở đâu đó, mình đi tới lui mình nhìn hình Phật để mình học cái hạnh của Phật cũng được. Không nhất thiết là phải có lư hương, có chân đèn, có hoa trái, không cần. Có thì chúng ta dụng, còn không có thì mình thờ như vậy cũng được, không có sao. Xin Thầy giải thích thế nào là Phật giáo Đại Thừa và Phật giáo Tiểu Thừa. Chữ thừa đó nghĩa là xe. Chủ thừa, chữ thừa nghĩa là xe. Mà xe thì có xe nhỏ, xe lớn. Xe lớn thì chở đông người, thí dụ như minivan chở 4 người. Xe 4 cửa thì maximum là 5 người. Xe nào cũng là để phương tiện chở người. Còn vấn đề nhỏ lớn thì tùy theo đó mà chở. Xe nhỏ không được chê xe lớn, hay là xe lớn không được cười xe nhỏ. Ở đây chữ thừa nghĩa là cổ xe. Thời gian gần đây chúng ta thường nói rằng không nên dùng hai danh từ tiểu thừa và đại thừa, có thể tạo ra hiểu lầm là chê khen ở trong cái vấn đề này. Thế nào là tiểu thừa hay là nguyên thủy? Nói đúng ra là nguyên thủy đó. Bởi vì khi mà thời của Phật, Đức Phật không có chia phe, chia tông, chia phái gì hết á. Chỉ là một tăng đoàn. Nhưng sau đó quý thầy ngồi lại với nhau và quý thầy nói rằng thời buổi sau này con người càng văn minh tiến bộ, chúng ta cần phải phát triển hội nhập với thời đại để chúng ta đi gần, đi sát với quần chúng chúng ta hướng dẫn. Có một số quý vị không đồng tình, thì ai không đồng tình thì giữ nguyên cái thời Phật, thì chúng ta gọi là nguyên thủy, mà bây giờ hồi xưa gọi là tiểu thừa đó. Tiểu thừa còn có một danh từ nữa là nguyên thủy. Và cái chư vị này đi về phía nam của Ấn Độ, cho nên còn có một danh từ nữa gọi là Nam Tông hay là Nam Truyền. Rồi các vị đi về phía bắc thì gọi là Bắc Truyền. Mà các vị này là phát triển, tức là hội nhập theo thời đại, cho nên chúng ta gọi là Phật giáo phát triển hay là Phật giáo Đại Thừa. Nhưng mà dù là Đại Thừa vẫn phải học những cái Tiểu Thừa nguyên thủy. Chúng ta phải học cái nguyên thủy, phải học cái gốc để chúng ta có thể phát triển, giảng diễn cho nó rộng lớn nữa để nó đi gần quần chúng. Giống như ở đây quý vị thấy quý thầy giảng, quý thầy gần quần chúng, tức là quần chúng thích những cái gì thì mình sẽ đáp ứng mà đưa người ta trở về. Thí dụ quý vị thích hát vui và thoải mái và về không có buồn ngủ thì các vị người ta cũng sẽ hát để người ta hát. Cho nên là hát là để giúp cho mình tỉnh táo một chút, nhưng mà cái đó là phương tiện làm sao hội nhập được. Cho nên thí dụ như bây giờ mình ăn chay, đúng ra là ăn chay nghĩa là mình ăn trai. Ăn trai là ăn món ăn trong sạch tinh khiết, mình nói riết nó chạy chữ thành ăn chay. Chứ đúng nghĩa, đúng cái chữ mình dùng là ăn trai, T-R. Ăn trai là ăn rau, ăn những cái món ăn tinh khiết. Nhưng bởi vì có những người, người ta chưa có quen, bắt người ta ăn đậu hũ, nước tương kho, rau luộc ta không nói, thì bây giờ buộc lòng phải làm cái gì? Tôm hùm, cá kho, thí dụ vậy. Nhưng bây giờ tất cả các cái món ăn đó cũng phải biến chế từ đậu hũ, từ mì căn, mà bây giờ mình đặt ra những cái tên rất là Phật.
Chẳng hạn như mình đặt gỏi Bát Bủ Phật Đài, canh Nam Hải Quan Âm, cơm Hương Tích. Cái ta hỏi Hương Tích là cái gì vậy? Cái buộc lòng mình phải nói đại khái nó ná ná như cơm Dương Châu. Thì bây giờ nói đại cái chữ đó ra, mục đích là người ta, tại vì người ta có đồ ăn mặn qua rồi, bây giờ mình nói món chay đó thì người ta có khái niệm, người ta muốn vậy. Hiểu như vậy cái tự nhiên mình không có phiền muộn gì nữa. Quý vị nào có dịp nghe cái bài nói chuyện Pháp Hòa ở bên ở Phila bên Mỹ, cái bài là Tạp Thoại, thì Pháp Hòa có nói một chút xíu về cái vấn đề này để quý vị hiểu thêm nữa. Ở đây mình không có thời gian thì chúng ta Pháp Hòa chỉ nói gọn. Nói chung không có vấn đề gọi là tiểu thừa đại thừa để rồi chê khen lẫn nhau, không có ý đó. Mà chỉ có cái ý là ai có thể chở được nhiều mà thôi, hay là chở đủ cái xe của mình. Bây giờ để tránh trường hợp hiểu lầm thì chúng ta gọi là Nam truyền và Bắc truyền, còn không là Phật giáo Nguyên Thủy và Phật giáo Phát Triển. Vậy thôi. Thí dụ ngày xưa các thầy phải quấn y, nhưng mà bây giờ quý Phật giáo truyền tới Trung Quốc, Việt Nam thì cái quấn y nó không hợp nữa, thì lại phát triển thành cái áo tràng màu nâu để mặc đi đường cho nó gọn. Hồi xưa mình mặc cái xà rông một ống đi làm việc nó khó, bây giờ đi thành xà rông hai ống. Cũng là cái xà rông đó thôi, nhưng mà hai ống đi đứng cho nó dễ. Vậy đó, chứ không có gì lạ. Xin thầy cho con hỏi, trong khi con ngồi tụng kinh, con mời Cụ Huyền về cùng đọc chung với con có được không? Dạ, cái này thì cái lòng thành của mình, muốn mời thì cứ mời, còn các vị có về không là quyền của các vị. Phải không? Tâm thành mình cứ mời thôi chứ. Cũng giống như có người ta quan niệm, ta nói đi tụng kinh đám tang á, đi hộ niệm đám tang á, đi xong ở trong nhà hoàng rồi á, ra xe xong á, lên xe đóng cửa lại, lái xe ra công viên, đừng có đi về thẳng ở nhà, tại ma nó theo mình về nhà. Rồi mình đi tới công viên á, cái mình mở cửa mình mời ma xuống. Rồi bữa hôm á có một câu hỏi hỏi Pháp Hòa vậy đó, thầy ơi con đậu xe vô công viên, con mời ma xuống. Pháp Hòa đó, thí dụ mà có lòng mời họ không xuống làm gì họ. Trời Phật ơi, mình làm giống như ma nó ngốc lắm vậy đó. Họ mà muốn theo mình rồi ở đâu họ cũng theo được. Nhưng mà không có việc đó đâu, không hề có chuyện đó. Mình không cần phải làm chuyện đó, không cần phải đi tụng hộ niệm đám tang rồi mình đi đi tới công viên mình ngừng lại. Nếu mà mình bỏ công viên á, người ta sẽ có cái bài hát công viên buồn à. Không, thôi bây giờ mình đưa ma vô chùa. Thưa, không hề có những chuyện đó, không bao giờ có chuyện đó. Quý vị đi hộ niệm là cứ đi hộ niệm, đó là tâm thành của mình, muốn trợ duyên cho một người mất, thứ nhất. Thứ hai là chia sẻ với người sống, an ủi người sống khi họ mất một người thân, giữ cái tình của mình với người đi kẻ ở, đem cái tâm thành của mình để trợ lực cho người mất, cũng như chuyển đổi cái tâm của người sống là tốt rồi. Công đức vô lượng, không có ma cỏ nào theo mình. Mình tới mình tụng cho người ta mừng vui không hết, chứ mắc gì theo mình mà làm như là ai cũng theo mình vậy. Không bao giờ có chuyện. Bây giờ mấy giờ rồi? Không, mấy giờ? 2 giờ. Thôi mình ráng 15 phút nữa. Con đọc kinh thấy câu thước ca ra tâm vô động chuyển, con kính xin thầy Quang Hỷ giải thích. Cái câu này Pháp Hòa đã trả lời hồi thứ bảy tuần trước ở tại Happy Reception rồi. Cái câu này nó xuất phát trong kinh Lăng Nghiêm, do ngài A Nan phát nguyện. Ngài phát nguyện rằng: Thuấn nhã đa tánh khả tiêu vong, thước ca ra tâm vô động chuyển,
Thuấn nhã đa tánh là cho dù cái tánh hư không này có tiêu mòn đi nữa thì cái tâm bồ đề, cái tâm kiên trì của con vẫn không thay đổi. Cái tâm đó gọi là thước ca ra, đó là tiếng phiên âm, tự nghĩa là tâm kiên trì, tâm bồ đề, tâm vững chãi. Hư không làm sao hết được, nhưng mà cho dù hư không có hết thì tâm của mình cũng không thể hết. Thế giới vô tận, chúng sanh vô tận, nghiệp và phiền não cũng đều vô tận, nguyện con cũng thế, sẽ là vô tận. Cho nên ngày nào mình còn sống ở đời thì ngày đó còn nghiệp, còn sân si phiền não, thì ngày đó mình còn tu. Cái quan trọng là mình biết nó để mình tu là mình mừng rồi. Có nhiều khi nó tới mình không hay nữa chứ, mình còn mời nó vô nữa. Vì sao khi nghe tiếng Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật là con khóc, con không cầm được nước mắt? Chắc cái này ít coi cải lương. Nếu mà coi cải lương khóc thời gian là hết khóc rồi. Thưa đại chúng, khi mình tụng kinh, mình nghe pháp mà mình khóc, đó không có sao hết. Đó là một trạng thái thiện trong tâm mình. Pháp Hòa kể cái này đại chúng nghe. Hồi nhỏ đó, Pháp Hòa ham tụng kinh lắm. Lúc Pháp Hòa đi tu á, thì chiều nào đi học về Pháp Hòa cũng tụng Lương Hoàng Sám, sám hối. Thì mấy tháng đầu, tại hồi nào giờ mình, khi mình có thời gian nhiều mình được tụng kinh, thì những cái lời ở trong kinh nó hay quá đi, tự nhiên mình bật khóc. Khóc nức nở mà không phải một lần mà nhiều lần. Có một lần Pháp Hòa tụng kinh Pháp Hoa, mà Pháp Hòa tụng Pháp Hoa là từ nhỏ tới lớn. Vậy mà Pháp Hòa nhớ có một năm đó Pháp Hòa tụng tới cái phẩm thứ ba. Lúc mà trong kinh có cái lời văn là chúng con là những người ở trong cái nhà lửa tam giới thiêu đốt, còn Phật là người cha đã dẫn dụ chúng con ra khỏi nhà lửa này. Đọc tới đó tự nhiên mình cảm xúc, mình cảm thấy mình đúng quả thật là những người con ở trong nhà lửa đau khổ mà không biết, cứ chạy nhảy đông tây, tranh giành đủ thứ, rồi Phật đem hết tất cả mọi phương tiện dẫn mình ra khỏi nhà lửa đó. Khóc. Thì có một lần Pháp Hòa đem cái chuyện Pháp Hòa lên trình cho một vị hòa thượng, thì Ngài dạy như thế này: khi mình đi quy y thọ giới, mình khóc là mình đắc giới. Đắc giới nghĩa là mình cảm xúc ngày hôm nay mình lại tiếp nhận được cái này mà mình nghĩ rằng không bao giờ được. Cho nên đời này mình tụng kinh á, mình khóc, mình nghe danh Phật mình khóc đó, là chủng tử đời trước mình đã từng tiếp xúc rồi. Cho nên đời này tự nhiên mình nghe lại, mình thấy có một cái gì nó thân thương quá. Bây giờ Pháp Hòa ví dụ vậy nè. Nếu mà quý vị á, mà xa Việt Nam 30 năm, mà ở một cái nơi mà không hề có người Việt, không có những cái sinh hoạt gì của người Việt, nếu một ngày nào đó mình tự nhiên nghe lại tiếng nước Việt của mình khóc không? Khóc, cảm xúc. Có một lần Pháp Hòa đi đến một cái thành phố đó, Pháp Hòa tụng kinh cho một cái đám tang. Thì khi Pháp Hòa trở về, Pháp Hòa nhận được một lá thư của một Phật tử: bạch thầy, chúng con ở đây là một nhóm người Việt khoảng chừng 20-30 gia đình. Suốt 30 năm trời chúng con không hề nghe được tiếng tụng kinh bằng tiếng Việt. Hôm nay thầy đến đây, thầy tụng một bài kinh tiếng Việt, chúng con nghe mà mừng quá. Đó, nghe khóc. Cho nên bây giờ đừng có lo. Thí dụ như mình khóc, nhưng mà mình khóc qua cảm xúc, đó là cái chủng tử thiện của mình. Pháp Hòa là năm nay nữa là đúng 30 năm chưa có về Việt Nam, mà trong lòng Hòa nhớ lắm, nhớ Việt Nam lắm. Nhớ những ngôi chùa hồi nhỏ mình đi sinh hoạt, mình được hầu quý hòa thượng. Cho nên năm nay Pháp Hòa làm bài thơ: đã nửa đời người xa cố hương, trong tôi vẫn giữ một niềm thương,
vẫn nhớ hàng dừa con sông nhỏ, nhớ cảnh đồng quê, nhớ phố phường. Có những đêm Pháp Hòa chiêm bao, Pháp Hòa thấy Pháp Hòa trở về Việt Nam, đi tới những ngôi chùa hồi nhỏ Pháp Hòa khóc, đứng trước cửa chùa khóc. Mấy chục năm bây giờ mình được về thăm, khóc nức nở trong chiêm bao. Vậy mà khi giật mình tỉnh dậy, gối mình ướt hết vì mình đã khóc thật trong chiêm bao. Thì Pháp Hòa nói như vậy là đại chúng sẽ thấy rằng khi mình tụng kinh, có những lời kinh mình khóc, mà Pháp Hòa khóc hoài gì. Tụng kinh Đại Bát Niết Bàn, mỗi lần mà tụng tới cái phẩm cuối cùng là phẩm mà Đức diễn tả lại cái cảnh Đức Phật mất á. Khi mà Phật nhắm mắt lại rồi thì Ngài A Nan mới vỗ ngực: thôi rồi, thôi rồi, thế gian trống rỗng, thế gian trống rỗng, con mắt của mặt trời đã tắt, con mắt của mặt trời đã tắt. Đọc tới cái câu đó là Pháp Hòa rồng rụa. Mà lần nào tụng cái bộ kinh Niết Bàn tới cái phẩm đó là không. Bây giờ quý vị mà đi qua Ấn Độ xem, đi đến cái cảnh Kushinaga, tức là Câu Thi Na, mà nơi Đức Phật Niết Bàn, bước vô cái chỗ mà Đức Phật Niết Bàn là tự nước mắt mình trào xuống thôi, không ai biểu mình. Mà có một năm Pháp Hòa đi mà cầm cái tấm y vô là mình trong lòng mình nghĩ là mình đắp lên cái tượng Niết Bàn của Phật. Tự nhiên mình cảm giác là giống như mình đang đi trở về, mình là một phần tử dự tang lễ của Đức Phật. Khóc nức nở. Đi đến cây Bồ Đề của Phật, khóc như chưa bao giờ được khóc. Như vậy thì mình biết là nhiều khi mình tụng kinh đó, có những cái lời kinh của Phật nó thấm thía. Cho nên thường Pháp Hòa thích tụng kinh ban khuya, ở trong phòng khuya, không còn iPhone, không có cần, không có tiếp phone, không có nói chuyện với ai nữa, ngồi trong phòng đọc kinh. Và có những lúc đọc xong rồi Pháp Hòa ngồi khóc, bởi vì thương Phật. Có những cái lời của Phật nói nó thấm thía mà rất gần gũi và rất thật cho chúng sanh mình. Mà mình thấy rằng mình hạnh phúc là mình được làm đệ tử Phật, được bơi lội trong cái biển hồ giáo pháp của Phật. Rồi giờ mà mình có Phật mà mình không tu thì nó uổng quá. Cho nên là quý vị có khóc cũng không sao, chùi khô rồi tụng tiếp. Câu cuối cùng rồi mình nghĩ. Thưa Thầy, vì sao trong giấc chiêm bao con hay thấy con bay trên mây khỏi mặt đất, và khi con ngồi niệm Phật con thấy cụm mây xoáy trong đầu con? Cái này gọi là vọng tưởng. Thưa đại chúng, khi mà mình ngồi thiền tụng kinh á, mình thấy những cái hiện tượng lạ đó, quý vị đừng có theo. Dù là Phật, Ngài Lâm Tế xác định với chúng ta: phùng Phật sát Phật, phùng ma sát ma. Gặp Phật phải giết Phật, gặp ma phải giết ma. Bởi vì cái Phật mà chúng ta thấy trong khi chúng ta ngồi tu đó, đều là ngũ ấm ma nó biến tượng hiện hết. Mà trong ngũ ấm đó là tưởng ma, nhớ không? Sắc, thọ, tưởng, hành, thức. Cái gì mình thấy trong khi mình ngồi thiền, mình tịnh tu mà nó, cái đó gọi nó là trong ngũ quẩn ma đó, trong ngũ ấm ma, thì con ma đó gọi là ma tưởng. Còn nếu chúng ta ngồi mà chúng ta cảm thấy thân thể mình như thế này thế kia là con ma của sắc. Rồi mình cảm giác lạnh, ai đi ngang, ai khều, ai móc, đó là gì? Sắc đó là thọ, là những cái cảm nhận. Đừng có theo nó, đừng có theo. Mà quý vị đừng theo và cũng không sợ, thời gian nó sẽ hết. Bởi vì sao? Bởi vì thông thường á, chúng ta chiều theo nó, nó muốn là mình chiều. Hôm nay mình không chiều theo nó thì nó phá. Cái chữ phá ở đây nghĩa là nó biến hiện, chứ không có gì hết á. Pháp Hòa ví dụ vậy nè. Thí dụ như thông thường mình ngồi thiền,
hay là mình ngồi coi phim, mình đang ngồi cái hễ nó ngứa cái mình gãi, hễ nó đau thì mình đói, mình cứ lăn xăng cả buổi vậy đó. Nhưng mà bây giờ mình ngồi thiền cái mình không không có chịu nữa, mình bắt cái chân mình phải kéo lại, bắt cái người mình phải ngồi yên, thì bắt đầu những cái đó nó đi, nó kiếm, nó làm cho lỗ tai mình nhột nhột, cái mặt mình ngứa ngứa, cái lưng mình nó đau đau, thấy không? Rồi mình có cảm giác là như gió đâu hừng hực ở sau lưng mình, cái mình lạnh lạnh. Tất cả những cái đó đều gọi là ngũ ấm ma hết. Mà trong kinh Lăng Nghiêm nói đó, nó có 50 loại nó biến hiện. Đó chẳng qua là tại mình có thân, là có sắc nè, có thọ, có tưởng, có hành, có thức. Năm cái đó nó biến hiện, nó làm cho cơ thể mình. Bây giờ cũng giống như những người ta bệnh ung thư á, người ta ung thư bướu, người ta mổ chỗ này, mai mốt 3-4 tháng sau nó di căn, nó dời qua chỗ khác. Đó, mình nói ví dụ cũng y như vậy, chứ không có con ma nào bên ngoài. Ở đây là những cái biến hiện, khi chúng ta không chiều theo thân thì cái thân bắt đầu nó có những cái biến. Đừng sợ, đừng sợ, và cũng đừng có theo, đừng có thấy Phật cũng không vui mà thấy ma cũng không buồn. Tại vì mình muốn thấy Phật tức là mình phải sợ ma, bởi vì Phật ma là hai cái đối lập. Mà hễ mình muốn thấy Phật là mình sợ ma, mà nó biết mình sợ ma thì nó cho mình thấy. Nhưng mà chẳng ma nào hết, tại mình tưởng tượng, không hề ai biết con ma ra làm sao. Nhưng mà dám nói hồi tối tôi thấy ma, hỏi ma làm sao, tóc dài nó xõa vậy nè, mặc đồ trắng, lưỡi nó le ra, tại vì mình từng thấy mấy cái hình. Mình từng thấy mấy cái hình người ta vẽ ma là vậy, chứ thật sự ai thấy con ma thiệt đó ra làm sao. Rồi đêm hôm thấy ai? Thấy Phật Di Đà. Hỏi Phật Di Đà ra làm sao? Ngài phóng. Những cái hình mình thấy bây giờ là vẽ hết, không có ai thấy được tướng thật của Phật hết. Do mình nhìn những cái đó lâu ngày rồi nó đi sâu vô thôi. Nhưng mà mình nhìn hình Phật đỡ hơn là mình nhìn hình má. Cho nên ví dụ như bây giờ mình đem cái hình Phật về mình treo, để mỗi ngày mình tâm thức mình nhận diện cái hình ảnh đó là Phật. Thiện, khi mình nhìn, nghĩ đó là Phật thì tâm mình khởi thiện. Thì cái nghĩ khởi thiện với tác động của cái hình ảnh, nó vẫn giúp cho mình hơn là mình nghĩ tới hình ảnh của ma, cái mình sợ ma. Cái người còn sống lúc ta chụp hình, ta đưa mình đó, mình nói trời ơi đẹp quá, mình nhìn hoài. Mà ta hồi người ta chết, nó sao cứ nhìn tôi hoài vậy? Có không? Hồi nhỏ không à? Ủa sao cái hình này cứ đi theo, mình đi ngang, mình cứ bị gì? Mình sợ, mình cứ nhìn. Nó khổ vậy đó, mình sợ, mình nhìn, rồi mình đi tới đâu, mình quẹo tới đâu, mình cũng nhìn cái hình đó. Rồi nó người ta nhìn mình. Nó là như vậy, tất cả là do... Cho nên trong kinh Bát Nhã nói là sao? Điên đảo vọng tưởng. Chữ điên là gì? Chữ điên là sai, chữ đảo là ngược. Điên đảo là thấy sai, thấy ngược. Mà đã điên đảo vọng tưởng thì làm gì mình có được cái cứu cánh Niết Bàn? Bây giờ muốn có được cứu cánh Niết Bàn thì phải viễn ly điên đảo vọng tưởng, cứu cánh Niết Bàn. Viễn ly điên đảo vọng tưởng. Cho nên mình phải học có cái chân thật là vậy đó. Thấy cái gì cho nó đúng. Cứ ngồi tưởng tượng là không có được. Thôi thì chúng ta hết giờ. Cảm ơn đại chúng. À có một câu này hay nè. Câu này hợp với cái tuần tới. Tại vì nếu mà không giải quyết câu này là tuần tới vị này không tu á. Con có điều chưa rõ nhờ thầy giải đáp. Tu Bát Quan Trai có điều lệ Phật tử tham dự khóa tu không được son phấn. Nhưng con đã lỡ xăm môi. Dễ thương quá. Thành thật khai báo. Nhưng con đã lỡ xăm môi, thiêu chân mày, xăm mí mắt và phun má hồng. Vậy xăm má hồng con không thể lau được, vậy con có dự khóa tu được không?
Được không? Được. À được. Không có sao hết. Tại lỡ xăm rồi. Bây giờ mà không cho xăm mình mất member làm sao? À, cảm ơn đại chúng mà chúng ta hồi hướng. Và sẽ gặp lại quý vị thứ bảy và chủ nhật tuần 2 tuần nữa ha. 21 22. Dạ. Mời đại chúng hồi hướng. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Trước khi chúng ta hồi hướng thì cũng xin kính thông báo đại chúng là chiều nay Pháp Hòa sẽ rời Melbourne để tiếp tục đi những tiểu bang khác. Trong một tuần lễ qua, Pháp Hòa ở đây được gặp tất cả quý Phật tử thân thương ở đây. Ai ai cũng rất là dễ thương và đến thăm và bày tỏ cái tấm lòng của quý vị đối với Hòa rất là nhiều. Và đặc biệt là quý vị đã hết lòng chăm sóc cho tất cả những buổi sinh hoạt cho đến giờ phút này một cách rất là chu đáo. Từ cái chỗ ngồi cho đến thức ăn, thức uống rất là đầy đủ. Pháp Hòa xin được phép đại diện tất cả quý Phật tử đã tham dự suốt một tuần lễ nay, kính cảm niệm công đức ni sư trụ trì cũng như tất cả quý Phật tử chùa Hồng Ân nói riêng và tất cả Phật tử ở thành phố Melbourne này nói chung cũng như các vùng phụ cận. Biết rằng sẽ gặp lại quý vị vào 2 tuần sau, nhưng ở đây trước khi chúng ta chấm dứt sinh hoạt một tuần này để tạm chia tay 2 tuần, Pháp Hòa cũng muốn bày tỏ lòng biết ơn của mình đến ban tổ chức cũng như tất cả quý Phật tử, cầu nguyện Tam Bảo luôn gia hộ cho tất cả chúng ta luôn luôn đầy đủ duyên lành để gặp nhau và cùng sống với nhau trong chánh pháp. Nam mô A Di Đà Phật. Xin mời đại chúng hồi hướng. Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh đều trọn thành Phật đạo.